À, quay video ở đây nó dễ, chứ đi nhiều chỗ khác quay đôi khi người ta cũng ý kiến ấy. Người ta không cho mình quay những cái chỗ như thế này đâu ấy. Sao tôi đúng anh? Đó, vừa ồn quá nên mình không vào. Bây giờ là anh tắt máy thì mình vào mình review cho mọi người xem cái máy xay bột của các anh ấy. Dạ, xin chào mọi người. Phan xin chào. Xin chào. Xin chào. Hôm nay mình đang ở chỗ anh Thừa Hàn mọi người nhé. Thì hôm nay có Quỳnh Châu Phi đi này. À, Quỳnh đây là Quỳnh Châu Phi này. Xin chào mọi người. Hôm nay có Quỳnh Châu Phi đi cùng. Thì hai vợ chồng mình đi đến chỗ anh Hàn Thừa Hàn xem là các bạn đi làm cái cửa như thế nào rồi, xong cái cửa cho Antonio chưa, bởi vì là hôm rồi hai vợ chồng đi vắng 2 ngày. Thì không qua đấy, nhưng mà hẹn anh Thợ Hàn làm cho Antonio xong sớm đi để Antonio tiếp tục xây lên tường. Nhưng mà anh này làm mãi chưa xong nên nay mình phải qua đây để mình xem, để mình thúc giục anh làm. Thì chưa biết là anh làm đến đâu rồi. Đây là mấy anh bạn bên cạnh, mấy anh bạn hôm trước nhảy đấy. Anh bạn đang đòi mình cho xem video và chuẩn bị mình sẽ đưa cho các bạn xem video nhá. Đấy thì đây đi vào trong này xem cho nào. Complimenta. Tá cumprimentar. Biểu cơ gas significa é o chamo. Daí, anh mới chưa làm xong. Tá falta. Ok, tá bem. Entra já. 1, 2, 3. Sim. Mãe é se também tá. Essa falta, ele tá faltando tubo. Tá faltando tubo. Mãe é da dois e nem ruele. Tudo vai. Sim, agora não sei agora. Aqui quer dizer, já tem algumas metades. Tá faltando mais uma metade. Tá faltando mais algumas metades. Não chegou bem. Daí, em trước mình đưa tiền cho. Agora já foi, deixa eu botar isso. Đưa tiền cho anh mua sắt thép các thứ rồi làm, nhưng mà làm mãi chưa xong, đợi mấy ngày nay liền. Nên lần này mình phải đến giám sát xem thế nào để thúc giục cho anh làm cho nó xong cho nhanh. Đây là cả cái sắt to này để đặt qua cửa nha mọi người nhé. Đây là sắt to để đặt qua cửa này. Mấy anh này là bạn thôi hay là nhân viên? Mấy anh này làm cùng ở đây. Mấy anh này làm cùng ở đây. Mấy anh này góp tiền này làm cùng với nhau. Cùng nhau. Ta cô ngủ. Thì bây giờ đang đợi là cái anh chính kia đến. Thì nó sắp la cả của một vợ về. Trong thời gian chờ đợi anh đến thì mình sẽ đưa cái video bước rồi các anh nhảy cho các anh xem. Đây là một ban nhạc. Xe vậy anh kia vamos ver tudo que é. Vamos ver aqui. Não tem não. Não falta mais ninguém, né? Ué, dá que pra que, ué. Jorge, veja bem. Espera, vou abrir. Espera. Bem-vindo. Olha quanto é de assim, vai dentro do quali. O que mais, né, moça? Tem medo, mano. Cái video ca nhạc mà hôm nay các anh nhảy ấy, hôm nay bây giờ mình phải bật lên. Espera. Mas depois você dá aqui a pendrive. Uma pendrive? Sim, eu vou enviando a pendrive. Você vai ver tudo, já? Ok. Aqui. Yeah. Vivo todos os dias atrás do pão. Se acordo tarde, meu mano, dinheiro passa. Eu tenho vícios, vou sustentar com quê? Eu tenho vícios, vou sustentar com quê? Em casa precisa, na escola precisa. Dinheiro fala todas as línguas, isto é verdade, mano. Então todo aquele quando bate 2 horas, não apanho sono. Pensando na guita, pego 8, 6 horas, estou na casa da dona Rita a fazer um trabalho. Eu tenho maneira de roupa, tá precisando de um drone. Eu sou cabecola, tá me vendendo um drone. Vou voar tipo drone, mentira só vem. Fumo gula, fumo com ela, não vou vender cigarro. Yeah, aqui é o mesmo, yeah. É desse jeito que se levamos, nos partimos. Controla mais o Samoe, cheio vale a pena que a plata se senta, yeah. Veja só, todo esse grosso, yeah. Chamo mano, então não brinca porque a tropa só tá pisar. Eu no pescoço, che, tamo de vater, tamo de atirar.
chúng ta tụt trẻ, chúng ta tụt phát ăn mau. Ninguém saudável querem confundir a tropa. Dizem que são mal. O rap não é guerra, queres guerra, vai no Iraque. Pega na sua arma e começa o combate. Niggas pausados, niggas falados. Aqui estamos nós, placa 60 e o boica. Eu não tenho nada, mas esta dama nos gosta. Não lhes damos dinheiro, só lhes damos beijo. De resto já sabem, lhes levo pra cama ali. Que se for 5 noites, eu bato no peito. Eu tenho gosto, sou do 1º de agosto. Esta dama me gosta, elas querem só tocar já no meu peito. Veja esta dama, nome dela é linda e é muito linda. E já pra você, se repara de cima a baixo ou de baixo a cima. A tua cara tá tipo a dor do molhado. Estás como um bombom estendido no liado. Este tão de lá foi do teu avô nos anos 90, quando ainda foi de Kwanza. O teu corpo é meu papel higiênico. Você tá um negativo. Você tá um negativo. E nós somos positivos. Sim. Por isso que a envia, paga um cachete, ainda latando, província do Dundai. Aqui é 60, a 60 da rua direita, Malanche. É isso que a gente satisfaz, entre 50 e raça aqui na placa. Não gosto de ser assim, quando eu não gosto, não ouço. Vocês encaram no fundo de mim, ter apenas o rosto. Eu falo que penso no topo de galo, o poeta é estranho, filha da galo, galo, cara. No topo eu sinto, vuxo, como é que eu sinto, vuxo? Filha da galo, galo. Oh, ok, é só pra dizer mais uma vez que a tropa aqui tem muito talento. Não é só rapper, mas agora vamos fazer o kudur. Primeiramente eu quero ver, meter a bata, coisa que é boa com a lapiseira, vamos crescer. Não se levem a delinquência, futuro dirigente. Aqui tem Angola, país de todo mundo. Onde o estrangeiro quero mandar. E você que é o mambo, né? O que é que tá agora? Tô de graça. Aqui é o americano, tá todo grosso. Olha só, chamou um e vou te pisar no pescoço. Esse som já bateu e também como está bater aqui na banda. Não tem nada, é só talento. Não tem nada, placa 60. Controla mais essa, não vale a pena, nega. Vou pisar no pescoço. Tra, tra, tra. É só me agradecer. No meio de muita latona, as damas nos levam na zona. Elas dizem que querem ter moda. Onde eu sou a principal ajuda. No meio de muita latona, as damas nos levam na zona. Elas dizem que querem ter moda. Onde eu sou a principal ajuda. Estamos na zona, curtindo moda com muitas latonas. As damas já sabem que eu não tenho uma dona. Até porque nunca encontrei a patroa. Fiz na cara, dinheiro no bolso. Uma latona, duta latona, armada e mandona. Nesse bodo digo, não chame o Betinho, chame o docinho, o dono desse boda. Pega uma bebida, tira a puta pra dar uma vida. Bebida, uma briga com o vento. Gosto dessa vida, curtir boda no meio das baby. Garrafa na mão, líquido na boca. Eu vim pra foder a vida desses niggas. Baby me encosta, me agarra, me beija. Tu me deixas louco, pousado no boda. Chega a notícia, bebida acabou e as baby bazar. Pega telefone e ligo pro meu brada. Pergunto pra minha cena. Manda pra notícia, Oh, entrei, vos matei, vos nevei, desse jeito, esse é pelo pescoço, no brinco, chama o placa 60, tá no gueto, tá mostrando talento, mas nega não brinca, tô com califa, olha só, meu ui, bem magrelo, vos leva, vos mata, e vos pisa, não vale a pena, tu tentares, maniga, vais cair no buraco negro, é pra 60, É placa 60. É só pra dizer o que nós fizemos foi demais. Respeitem a placa 60, talento aqui tem. E nunca mais se esquece, vem sempre aqui, vai viver contigo. Bom, fechou tudo. Amém, uma sarva de paro. Cái này rất là thích, mọi người nha, cái này rất là thích. Anh rất là thích cái video mà mình làm, mà các anh hát xong là mình cho beat và các anh thích lắm. Đấy, đây xong là hôm sau mình sẽ cóp vào cái USB để đưa cho các anh ấy. Thì đây cái cửa bây giờ là các anh Hàn đến rồi. Anh chàng này giờ mới đi về. Oh, Master Lucian. That's good one. Đấy, Hàn một cái khung cửa như thế này nha mọi người nha. Tem uma banda ali na lente. Ah, tropa tá visitando. Esse é o quê? Tipo uma figura.
Đây mấy anh bạn ấy vẫn còn hào hứng. Còn đây là Luciano nha. Luciano là anh bạn này, là anh bạn thợ hàn. Thì anh lúc đấy anh bận nên bây giờ mình quay lại để xem là thúc giục cho anh làm chứ điện cho anh tiếp tục không được. Ở đây điện cho các bạn là không được đâu, rất khó nhé. Đây mình phải đến đây phải đích thân mình để giục. Có mình bây giờ là đến giục thì các bạn ấy bắt đầu đang chuẩn bị để hoàn thiện. Nhân dịp ở đây thì các bạn ấy có một cái chỗ để nghiền bột ấy, nghiền bột. Thì mình review luôn cho mọi người xem ở cái trong cái kho của các bạn ấy là một cái máy nghiền bột. Thì ở chỗ này bên Angola là người ta rất hay ăn bột sắn với bột ngô. Cho nên là những cái chỗ mà để nghiền bột như thế này rất là đông khách. Người ta phơi sắn, phơi ngô để người ta nghiền. Người ta phơi sắn, phơi ngô để người ta nghiền ấy. Nên là những cái chỗ này cực kỳ đông khách luôn. Anh bạn kia anh trêu mình đấy. Trabina bình, nabrinca nhá. Vậy anh quen mình rồi cho nên là quay video ở đây nó dễ. Chứ đi như chỗ khác quay đôi khi người ta cũng ý kiến ấy. Người ta không cho mình quay những cái chỗ như thế này đâu ấy. Sao tôi đúng anh? Đó. Vừa ồn quá nên mình không vào. Bây giờ là anh tắt máy thì mình vào mình review cho mọi người xem cái máy xay bột của các anh ấy. Bota đi. Sao tôi đúng anh nhé? Yeah. Muito fu, mai Elino usa máscara ninguém. Đấy, bụi lắm, trong này bụi, xài rất là bụi. Đấy, mình phải bịt mũi vào đã. Migo, uma que fazer assim pagar quanto ele? 100? 100. 100 o 50? 100, essa é 50. Essa é 50? Yeah. Ok. Một chậu này, một chậu. Cái này là cái gì đây? Essa que? Bombo. Bombo é fica assim. Yeah. Một chậu như thế nghiền là 50 quan. Ok. Aprendeu a trabalhar com a crise. Ok. Đấy, bây giờ anh nghiền mình đi ra đây. Khá bụi, đi vào trong khá bụi. 50 quan tiền nghiền một cái xô đấy mà nghiền rất là nhanh. Nói chung là ở bên này mà làm máy nghiền bột, nghiền ngô sắn thì rất là thu nhập rất là cao đấy, không nghĩ đâu. Rồi, chúng ta review một chút về cái chỗ nghiền bột của các bạn ấy. Chúng ta sẽ đi ra ngoài đợi cho các bạn ấy hàn xong để tiếp tục chúng ta vận chuyển xuống dưới kia cho Antonio. Hiện tại thì sau khi mà gần một tiếng đồng hồ mình đứng đây để thúc đẩy cho các anh làm thì bây giờ là đã làm xong này. Đấy, Quỳnh thấy làm cái này khung cửa này thế nào? Em thấy rất là đẹp đấy ạ. Rất là đẹp đúng không? Vâng. Có chắc chắn không mà một mình em nhắc đã lên vậy? Một tay, Quỳnh nhắc tay khỏe. Cũng vừa phải thôi, không nặng lắm. Cái này mà mình nghĩ mà Antonio mà nhìn thấy thì rất là vui đấy. Nhìn rất là đẹp. Đấy. Xịn đấy. Chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Làm như này xong là cái phía dưới này để mình cho quay lên trên để cho nó đỡ gạch này, đỡ gạch đất này. Đó, với lại là hai cái thanh sắt hộp này. Hai thanh sắt hộp này để gác qua cửa này. Gác qua cửa thanh sắt hộp này nhá. Ừ. Cái này thì quá chắc chắn như bê tông được gì nữa. Sắt hộp này như bê tông gì đúng không? Vâng, nặng thế, cái nặng. Cái đấy còn nặng hơn là cái cửa ấy. Vâng. Cái này nặng đấy. Cái này là sắt hộp gác qua ba cái cửa. Cái này nặng. Es pesado. Sim, sí, esse porta. Porta, né? Sim. Sí. Esse na porta como não vai nada, então esse fica na porta. Para essa aqui meter. Ajuda já esse. Ok. Adobe. Adobe não fica. Meter lá em cima. Tá isso. Ok. Bây giờ là không có gì ở dưới, chỉ cần bạn giữ.
Hiện tại là mình cứ để cho anh làm cái này hàn xong nhá. Xong rồi để sau xem ý của Antonio thế nào, muốn hàn cửa sắt hay không, hay là bạn muốn làm cửa gỗ. Thì nếu bạn muốn làm cửa gỗ để tự bạn làm, còn bạn muốn làm cửa sắt hay không thì bạn nói với mình, thì mình sẽ giúp bạn làm cửa sắt luôn. Cái đấy thì mình sẽ tùy thuộc Antonio sau này là bạn muốn làm cửa như thế nào. Bởi vì là bạn là chủ chứ mình không phải là chủ nhà. Đấy, cho nên là mình giúp bạn nhưng mình vẫn phải để cho là ý của bạn là bạn muốn làm nó như thế nào. Mình chỉ tạo điều kiện để cho các bạn ấy có những cái vật liệu để làm thôi. Thật ra mình giúp đỡ đến giúp cho bạn ấy làm nhà đến mức làm cho nó chắc chắn, làm cho nó những cái khung chủ yếu thôi. Thì còn lại thì là tự tay bạn làm. Thì thật ra bản thân bạn ấy là trong một số những cái nhỏ nhỏ thì bạn ấy có sức khỏe, bạn ấy mọi thứ là bạn ấy có khả năng, bạn tính toán rồi bạn làm được mà. Antonio làm được mà. Cái quan trọng là tôi ta cứ để xem là tùy ý của bạn, còn những cái nào quan trọng nhất thì mình bảo bạn làm thôi. Vâng. Những cái nào quan trọng nhất thì mình làm. Còn những cái nào mà bạn có thể làm được thì cứ để bạn làm. Làm thôi. Ừ. Thế thì nó mới là hay chứ. Ừ. mình phụ lại phụ quá lên thì lại thành ra sau rồi bạn lại phụ toàn tập. Vâng, bạn lại rảnh quá. Đấy, đang còn thiếu hai cái này để cho hai cái cửa nữa này. Hai cái sắt hộp này. Đây, sắt hộp như thế này nha mọi người nhá. Đấy, video hôm nay sẽ kết thúc ở đây thôi. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đến đây để xem cái khung sắt này, mình thấy rất là đẹp. Anh này thì anh làm hơi muộn một chút nhưng mà như thế này cũng là chấp nhận được. Phải săn đón từ hôm qua đến lúc mình về là phải điện suốt nhưng mà chả điện được, thế là phải đi đến tận đây để ép thúc giục các anh làm đấy. Chứ không thì bên này người ta nhận nhưng mà người ta làm chậm lắm, làm lâu lắm. Chậm lắm. Thế nên là mình phải đến trực tiếp để mình thúc giục thì người ta mới làm cho nhanh nhé mọi người ạ. Thôi video hôm nay kết thúc ở đây nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Tạm biệt mọi người nhé. Ok, xin chào mọi người.